Cả mọi người nha, thì em lại tiếp tục gửi đến cho quý anh chị một cái lô đất nằm ngay tại trục đường chính Sa Pa Đắk Lắk. Thì lô đất này có tổng diện tích là 706m2, có khoảng tầm 12m mặt tiền, nhưng mà nợ hậu của nó là tới 19m và chiều sâu lui của nó là 50m. Có sẵn 100m thổ cư, đã có sổ hồng riêng. Thì lô đất này nằm ngay khu dân cư đó, như quý anh chị đang thấy đây. Xung quanh thì đã có ranh giới rất là rõ ràng rồi, đường rất là rộng. Đó. Nằm gần cái vườn lan và sát bên là một cái quán giải khát và kèm theo một cái trại giống, cây giống nha. Thì cái ranh đất của mình từ ngay chỗ này đi qua bên đây là 12m. Đó, trước đất thì em nói luôn là có sẵn 3 cái trụ điện. Nhưng mà nếu mà quý anh chị nào mua thì chủ nhà sẽ dời 3 cái trụ điện này cho mình luôn. Đó, trên đất hiện tại đang có sẵn một ít trái cây, chôm chôm, sầu riêng. Và cái view này á, đặc biệt là quý anh chị nào mà mua để mà xây nhà vườn, đó thì rất là ok. Đó, hướng rất là mát. Đó, chôm chôm này mọi người. Đó, thì quý anh chị nào mà mua cái lô đất này á thì có thể là mình xây lại cái hàng rào cho nó đẹp, hoặc có thể là trồng thêm một ít trái cây. Đó, thì sẵn bên đây thì có sẵn một cái vườn giống, thì quý anh chị là mua xong rồi thuê người trồng. Đó, thì cũng rất là tiện ích luôn. Đó, và nó cách với quốc lộ 56 thì khoảng tầm 4 cây số nha mọi người, khoảng tầm 4 cây số. Đất rất là đẹp, bằng phẳng. Sau lưng lô đất của mình thì có một cái nhà yến của người ta đang làm một cái view nghỉ dưỡng rất là đẹp. Xoài nè, trái cây đầy đủ nha mọi người. Khu dân cư rất là đẹp. Thì quý anh chị nào mà quan tâm tới lô đất này thì liên hệ cho em số điện thoại là 0935 72 12 72.